Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng Facebook và YouTube IBC TV Official. Chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày 8 giờ sáng ngày hôm nay mở đầu, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Nga bắn hỏa tiễn vào khu chung cư Uman khiến cho 17 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Philippines báo cáo đối đầu với tàu Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Pháp huy động lực lượng chữa cháy rừng sớm một tháng. Chủ tịch BBC Sharp từ chức sau báo cáo nói ông đã vi phạm các quy tắc. Merrick mở bãi biển sớm khi nhiệt độ cao tấn công đất nước. Sau đây sẽ là các bản tin chi tiết, mở đầu với tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Xin kính mời quý vị đến với phần tường trình của xứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Nga bắn hỏa tiễn vào khu chung cư Uman khiến cho 17 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo như cơ quan khẩn cấp của Ukraine, hỏa tiễn Nga đã bắn trúng một khu chung cư ở Uman hôm thứ Sáu, làm ít nhất là 17 người thiệt mạng và trong đó có 3 trẻ em. Người dân địa phương, bạn bè và các thành viên trong gia đình theo dõi các nhân vật cứu hộ khiêng thi thể những người thiệt mạng sau cuộc không kích của Nga vào một khu chung cư. Lính cứu hỏa vận chuyển các túi đựng thi thể khỏi hiện trường trong khi các đồng nghiệp tiếp tục nỗ lực cứu nạn để tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát. Các cuộc tấn công vào sáng sớm trên khắp Ukraine được thực hiện khi Kiev chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Nga đã tấn công các thành phố của Ukraine sau nửa đêm theo một vòng cung rộng kéo dài từ thủ đô Kiev qua miền trung Ukraine và khu vực phía nam Mykolaiv. Bắt đầu từ cuối năm ngoái thì Nga đã tiến hành các cuộc tấn công như vậy gần như hàng tuần, mặc dù Nga đã giảm dần khi mùa đông kết thúc với việc các nước phương Tây cho rằng Moscow đã sử dụng hết phần lớn kho hỏa tiễn tầm xa của mình. Moscow nói rằng họ không cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường, nhưng các cuộc không kích và pháo kích của họ đã giết chết hàng ngàn người và tàn phá các thành phố và thị trấn trên khắp Ukraine. Kiev nói rằng các cuộc tấn công vào các thành phố xả tiễn xa tiền tuyến không có mục đích quân sự ngoài việc đe dọa và làm hại dân thường, một tội ác chiến tranh. Philippines báo cáo đối đầu với tàu Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines trong ngày thứ Sáu đã công bố một đoạn phim cho thấy các nhân viên của họ tham gia vào cuộc đối đầu với các tàu Trung Quốc tại vùng Biển Đông, là vụ mới nhất trong một chuỗi các tương tác căng thẳng trên vùng biển giữa hai quốc gia. Các sự việc xảy ra khi lực lượng tuần duyên tiến hành một cuộc tuần tra kéo dài một tuần trên tuyến đường thủy chiến lược và khi Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương thăm Philippines vào cuối tuần trước trong một chuyến thăm chính thức. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết trong nhiệm vụ từ ngày 18 cho đến ngày 24 của tháng 4, họ đã xác định được hơn 100 tàu dân quân biển Trung Quốc bị cáo buộc, một lớp tàu hộ tống của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân và hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc trong phạm vi 200 dặm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Lực lượng tuần duyên Philippines cũng nói thêm rằng một tàu Trung Quốc đã thực hiện các thao tác nguy hiểm ở khoảng cách khoảng 150 feet so với tàu Philippines. Hai tàu khác thể hiện chiến thuật hung hăng gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự an toàn và an ninh của tàu Philippines và thủy thủ đoàn. Trong khi đó, thì Pháp đã huy động lực lượng chữa cháy rừng sớm một tháng. Một giới chức cấp cao cho biết là Pháp sẽ điều đội các đội chữa cháy rừng và máy bay chở nước sẵn sàng vào ngày 1 tháng 6, sớm hơn một tháng so với thường lệ, để thích ứng với các đám cháy bắt đầu sớm hơn trước đây do biến đổi khí hậu. Công ty Secure Civil của Pháp điều hành 20 chiếc máy bay giúp dập tắt đám cháy rừng ở Pháp trong những ngày nắng nóng vào mùa hè. Vào năm 2022, khoảng 12.000 đám cháy đã được dập tắt ở Pháp, trong đó có 9 đám cháy lớn. Mùa đông khô hạn bất thường đã làm giảm độ ẩm vào đất và làm dấy lên lo ngại lặp lại năm 2022, khi 785.000 hecta bị phá hủy trên khắp châu Âu, cao hơn gấp đôi mức trung bình hàng năm trong 16 năm qua. Hàng trăm hecta chỉ mới bị đốt cháy gần đây ở Cerbere trên biên giới Địa Trung Hải với Tây Ban Nha, để lại một vùng đất cháy xém.
Security Civil sẽ đưa trước các lực lượng ở Pháp đến những vùng tùy theo nơi nguy hiểm sẽ xảy ra. Cơ quan dự báo thời tiết của Pháp là Meteo France có một đơn vị đặc biệt giám sát lãnh thổ Pháp và phân tích các điểm nóng có nguy cơ cao nhất. Văn phòng lâm nghiệp Pháp là ONF cũng có một lực lượng đặc nhiệm theo dõi tình trạng của các khu rừng và mức độ khô hạn của nó. Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cho biết là hồi đầu tháng này, giữa lúc Pháp xảy ra vụ cháy lớn đầu tiên trong năm nay với biên giới với Tây Ban Nha, rằng nước này đang hướng tới một mùa hè vô cùng khó khăn năm 2023, có thể khó khăn như mùa hè năm 2022. Một số quận ở miền Nam nước Pháp đã đưa ra các hạn chế về nước và Viện Địa chất đã nói rằng trữ lượng nước ngầm thấp có thể báo trước một đợt hạn hán, thậm chí có thể là tồi tệ hơn nữa vào mùa hè năm nay. Chủ tịch của BBC, ông Sharp từ chức sau báo cáo nói ông đã vi phạm các quy tắc. Chủ tịch của BBC Richard Sharp đã từ chức trong ngày 6 tuần này sau một báo cáo độc lập cho thấy ông vi phạm các quy định về bổ nhiệm công khai liên quan đến khoản vay dành cho thủ tướng lúc bấy giờ là ông Boris Johnson. Ông Sharp cho biết ông đã đồng ý với yêu cầu ở lại cho đến cuối tháng 6 để chính phủ có thời gian tìm người kế nhiệm. Cơ quan giám sát các việc bổ nhiệm công khai của đất nước đã điều tra cách mà ông Sharp được chính phủ chọn làm chủ tịch đài truyền hình vào năm 2021. Bản phúc trình cho thấy rằng mặc dù ông ta đã vi phạm quy tắc của chính phủ về các việc bổ nhiệm công khai, nhưng cũng có trường hợp một vi phạm không nhất thiết làm mất hiệu lực việc bổ nhiệm của ông ta. Nhưng ông cho biết nếu ông ở lại cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm của mình sẽ khiến cho đài truyền hình bị phân tâm khỏi công việc tốt. Ông Sharp đã nói trong một tuyên bố rằng, tôi đã quyết định rằng việc ưu tiên lợi ích của BBC là đúng đắn, do đó sáng nay, tôi đã nộp đơn từ chức chủ tịch BBC cho Ngoại trưởng và Hội đồng Quản trị. Kính thưa quý vị, Merritt đã mở bãi biển sớm khi nhiệt độ cao tấn công đất nước này. Hôm thứ Sáu, thì Merritt đã khai trương bãi biển đô thị bao gồm một số đài phun nước trên bờ sông Manzanares do nhiệt độ cao mà đất nước này đang phải đối mặt. Thông thường thì người dân địa phương và khách du lịch sẽ có thể giải nhiệt tại bãi biển Merritt vào mùa hè, nhưng chính quyền địa phương đã sớm định mở cửa sớm hơn khi nhiệt kế vượt mốc 30 độ C, tức là 86 độ F trong tuần. Patricia Golozaga, người dân địa phương, người đã đưa con gái Sofia đến tắm mát ở bãi biển ven sông, cho biết là cảm giác giống như mùa hè. Truyền thông địa phương đưa tin cơ quan thời tiết nhà nước AEMET của Tây Ban Nha cho biết là thủ đô Tây Ban Nha cũng sẽ mở các bể bơi công cộng vào ngày 13 tháng 5. Đây có thể sẽ là tháng 4 nóng nhất trên bán đảo Iberia kể từ khi bắt đầu ghi nhận. Nắng nóng càn quét Tây Ban Nha dự kiến sẽ giảm bớt vào cuối ngày thứ 6 với dự đoán là nhiệt độ sẽ mát hơn vào cuối tuần này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp tại đây để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Cùng với đài trình IBC TV quay trở lại sẽ là những bản tin liên quan đến việc Ấn Độ đã tố Trung Quốc vi phạm thỏa thuận biên giới như thế nào, hay Illinois muốn cấm lệnh cấm sách ra sao. Ngôi sao nhập pop Katy Perry tại sao lại thua kiện nhà thiết kế thời trang Australia, hay tin tức liên quan đến tình hình tại Việt Nam, loạn showbiz Việt Nam cân nhắc trấn áp mạnh tay, kỷ luật giám đốc bệnh viện đa khoa và CDC tỉnh Bình Thuận về vụ Việt Á, tin tức trong phần tin cộng đồng cùng với những bản tin mới nhất vừa được cập nhật. Xin cảm ơn quý vị cũng đón xem trong phần tiếp theo cùng với đài truyền IBC TV.